mà nhỏ của toàn thể các anh em. Đây là một cặp loa B3 có mã số là G212. Còn đây là một cặp loa bãi xịn zin nguyên, chạy một chiếc loa 30 và một chiếc kèn. Trung tâm điện tử giáo hoa test lên là cho để cho anh Thanh. Vâng, anh Thanh ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Anh cũng đã có ý kiến yêu cầu trung tâm điện tử giáo hoa test lên cho anh một cặp loa B3 G212. Vâng, trung tâm điện tử giáo hoa đang test cho anh. Vâng, với cặp loa B3 G212 này, chạy một chiếc loa bass 30 và một chiếc kèn có gân vàng. Vâng, đây là một dòng loa gân vàng rất đẹp. Vâng, cực kỳ chất lượng với cặp loa B3 gân vàng này. Chất âm của nó cực hay. Vâng, phải nói là thời đại với xu hướng thời đại hiện nay thì chúng ta cũng mua sắm một bộ dàn karaoke cũng cần đòi hỏi một bộ dàn karaoke rất là chất lượng, chứ không như những thời cách đây vài năm về trước. Và với xu hướng càng ngày càng có nhu cầu về chất lượng cao. Vâng, thì hôm nay trung tâm điện tử giáo hoa test lên cho anh Thanh. Vâng, anh ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Còn đây là một dòng loa bãi xịn zin nguyên đến từ châu Âu, đất nước Đức. Còn đây là một dòng loa người Đức B3, chất âm của nó rất hay. Loa B3 của anh Thanh, trung tâm điện tử giáo hoa test lên cho anh, còn cặp loa còn rất đẹp, đẹp mỹ mãn luôn, đẹp từ vỏ đến bên trong. Vâng, với một cặp loa bãi mà còn được như thế này thì rất là mới. Chất lượng của cặp loa này rất là chất, tiếng rất ấm, lời của cặp loa này nghe rất bay, vâng, rất bay và rất ngọt luôn. Cái căng còn cực kỳ đẹp với một dòng loa bãi mà còn đẹp như thế này. Nó cũng đẹp được, nó còn khoảng độ 85-90%, rất là đẹp. Và trung tâm điện tử giáo hoa test cho anh rất kỹ. Và toàn thể các anh em có nhu cầu một cặp loa chất lượng, một cấu hình karaoke đẳng cấp chất lượng, xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử giáo hoa theo số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử giáo hoa giao hàng toàn quốc. Và đến đây, trung tâm điện tử giáo hoa xin thân ái chào tạm biệt các quý vị tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào.